Nóng tại phương Tây, xe tăng, xe bọc thép, tổ hợp phòng không, viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine vượt ngưỡng mới. 24 giờ sau khi Pháp hứa gửi xe tăng hạng nhẹ AMX-10RC, Hoa Kỳ và Đức cũng đã hứa cung cấp xe bọc thép Bradley và Marder cho lực lượng Ukraine. Washington cũng đã công bố vào thứ Sáu một phong bì viện trợ mới trị giá 3 tỷ đô la cho Kiev. Cụ thể, Washington sẽ cung cấp 50 xe Bradley cho quân đội Kiev và Berlin sẽ cung cấp từ 20 đến 40 bản sao tương đương của Đức, Marder, con số chính xác chưa được thông báo.